Chào cả nhà buổi sáng vui vẻ. Thì hiện tại Nen và Duy đang ở nhà bà ngoại. Nen đi tìm Duy nha cả nhà. Tập trước là Nen đi tìm Duy. Hôm nay đi xa với Duy ạ? Đúng rồi. Hôm nay bên Nen về nhà. Có người nói đánh rồi, có đánh anh Duy rồi hôm nay. Nè, bánh dưa leo. Không, bánh leo. Bánh leo là gì? Bánh leo có thích nói bánh ngay. Dưa leo. Cụ bà ngoại mập địch quá. Ôi trời ơi, mới có 2 ngày à, mở ra nữa rồi. Đây nè, 2 ngày à, ở nhà nó ra nữa rồi. Đã ghê, ăn mỗi ngày luôn. Thôi luôn hả? Không hết. Bao nhiêu? Bao nhiêu bỏ rồi, bao nhiêu hỏi em nè nữa. Hết luôn hả? Hơi cho khiếp mày đi. Ok, xào hết luôn. Em sẽ ăn cầm chiên. Hành lá không có chưa tỏm mà. Ngày nào mà chiên mà hộp cơm nó nổ bụp á là nó giòn á, là nó ok đó. Hành lá em nên chưa tỏm, để em nên tỏm trước chữa được không? Đánh quá ha. Ngọt, mặn ngọt. Ngon chưa hả? Muốn biết rồi thì ngon chưa? Bỏ nửa nước mắm. Ôi, không nhiều, bà ngoại không ăn mặn. Rau nhưng có rau, bà đùm bà la rau bà. Rau tàu lao ạ. Bà ngoại đi cắt. Sáng hôm nay bà ngoại đi cắt cắt lát me. Thấy lát cái này để cho xào cơm ăn sáng nay. Lát cái gì đó? Lá hỗn hợp luôn à? Đúng rồi. Nhiều loại lá mà. Lá thạch cẩm. Lá thạch cẩm. Lá thạch cẩm à? Đúng rồi, lá thạch cẩm. Em nên nói hiểu không? Hiểu. Chỉ có anh hiểu em thôi, chứ biết người ta hiểu em không em. Đúng rồi. Nếu em nên nói cái này với con trai ở Phú Quốc, nếu con trai thì hiểu em đang không à? Hiểu, anh hiểu nè, chứ không ai hiểu chứ. Nhau em đang không thớ, em đang muốn nghe hiểu em đang một mình. Ừ, thì anh hiểu em một mình đó. Ở đây. Rồi, xong rồi nè. Nóng lên các bạn ơi. Ôi, muốn ăn quá, thơm lá. Cái này có lá cà phao luôn nè. Bà ngoại chờ. Rồi, ok. Được. Bà ngoại hôm nay, bà ngoại sáng nay bà ngoại đi bẻ đậu que. Bà ngoại nghe em nói bà ngoại mệt quá. Có đậu que bà ngoại đi bự lắm. Ồ. Cứng nó nha, không mềm nữa các bạn lại thấy cái này. Mời cái nhà ăn chung. Mời cái nhà ăn chung. 1 2 3. Em một cân đây. Đừng xuống sắm nha. Đừng xuống sắm. Mời cái nhà ăn chung. Rồi ăn luôn. Ok ha, mời cái nhà ăn chung. À rồi mấy kinh doanh. Ăn chung. Ok mà. Rồi. À rồi. Chim. Hay ngon thiệt. Thầy cứ lấy thầy ở đây. Thầy nắm tập nắp tan đi. Nắm nắp tập được chưa? Không thể cưa. Có phải không thể cưa nhé. Cơm chiên có bỏ muối đủ bà ngoại á. Không, anh đâu bỏ muối đâu. Không bỏ nghe, để bà ngoại á, muốn. Hết phần nó cơm xài. Hết nè, hết ăn rồi. Bên xài mình sẽ ăn bà nhỉ. Chiên cơm. Sáng sớm bà cháu ăn cơm chiên. Bà ngoại thì đi bẻ mấy cái lá gì trồng lòng bồng đây nè. Lá gì? Lá linh gì? Lá tầm lưng. Lá tầm lưng. Rồi lá cà phao, lá me.
Dạ, bỏ qua gì bỏ vô xào cái mộc luôn. Lá tâm linh cái này là bỏ ở câu lẩu nghe. Hủ tiếu không có hủ tiếu à? Hủ tiếu nước à? Ừ. Còn đây là mấy cái rau với dưa leo, cà pháo bà ngoại sáng đi bẻ đó nha. Ở đây nói chung là dễ sống lắm mấy người ơi. Trồng rau xong cái cứ ăn cơm chiên hoặc là ăn cơm với mắm ruốc. À, ăn rau chấm mắm ruốc ăn là qua ngày đó. Hello, xin chào. Xin chào và xin chào mọi người của Channel Banan Thailand nha các bạn ơi. Hôm nay em Nan là em Nan với bà ngoại của em Nan nha ha, là muốn nấu ăn mừng gần 190.000 người đăng ký. Ồ, 90.000 ăn mừng đó các bạn, ăn mừng 90.000 người đăng ký Banan Thailand nha các bạn. Hôm nay tới công chuyện luôn chung với bà ngoại và em Nan đó các bạn ơi, là ăn tôm dầm nấm của bà ngoại trồng. Lát quan trọng là ớt nè các bạn ơi, ớt tươi, ao đẹp nhiều màu, đỏ, cam, xanh, nâu. Cái nhiều không? Hỏi ai quá? Mấy kim thịt mà? Nên đã chuẩn bị thành phần xong rồi. Nước cũng đã sôi rồi. Bỏ luôn. Bỏ vô luôn. Nhỉ. Cái này lắm đó. À, củ riềng. Cái này củ riềng. Xả. Hành phi. Hành tím. Hành tím. Và lá chuốt. Thơm quá. Ta chút bỏ vào thơm ghê luôn. Cá mồi nấu được tôm dầm hả? Ừ, nấu được. Ồ, gì vào Việt Nam mới nấu được luôn rồi. Dễ gì. Xong. Kim đây ạ. Dạ. Ok, các bạn bây giờ em Nan là nấu xong rồi nha ha. Hôm nay em Nan nấu cho bà ngoại ăn nha ha các bạn ơi. Nấu với thành phần của bà ngoại nè, ở nhà của bà ngoại có cá đó các bạn ơi. Cá mòi. Cá mòi. Nấm mòi. Nấm mòi gì? Có cá, có nấm bào ngư, nấm bào ngư. Nấm bào ngư của bà ngoại trồng cái này nè các bạn ơi. Quý xả kiện kiện. Củ riềng. Ờ không, nó là các bạn ơi. Củ riềng. Ừ, không có khó, đồ ăn của em này là không có khó cho bà ngoại ăn chung, ăn nước súp nấm nấm chung với em này nó các bạn ơi. Ok, giới thiệu mọi người ăn chung với bà ngoại nó hết bây giờ mà kim cái mẹ ao hết mà em này nói với bà ngoại là lấy nấm đi chung. Bà ngoại nói là cẩn thận nấm. Cẩn thận nấm nấm. Mời cái dạ ăn chung vậy. Mời cái dạ ăn chung. Ngon. Như em đang làm dám lầu thấy style nè các bạn ơi. Lầu thấy style của ở đây là nếu bỏ với nấm cái này là nấm bào tư. Nấm bào ngư. Nấm bào tư quá. Nấm bào ngư cái này là ngon quá. Mẹ sẽ hình nghe lời á. Ok, mới cái nhà ăn chung mà. Bà ngoại mà cái nhà ba lần bà ngoại nhớ mà cái nhà ăn chung luôn á. Bà ngoại, chị nào bà ngoại muốn ăn á, bà ngoại nói mời cái nhà ăn chung bà ngoại ăn. Không sao hết. Không có vậy, không có vậy cái gì nữa nè các bạn. Nên nếu vậy nữa là không có biết luôn quá nói như thế nào. Chị lên á. Chị lên á là ăn trước nè. Ok, dạ ngon không? Ngon. Ngon. Ngon nhiều không? Ai lời mát mày để mẹ bỏ. Ngon quá. Ngon nhiều không? Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá là ai rồi mát. Đúng rồi.
Ok nè. Hết mưa rồi nè. Các bạn hôm nay là khỏe quá. Là nhiều ngày rồi là có mưa nè các bạn ơi. Muốn ăn cái gì nắm nắm. Cái này đồ ăn cái này là dám chi bệnh luôn. Chi bệnh cho khỏe. Có nhiều mồ hôi. Ngày khi nào khăn tập ai? Tới con chuyện luôn. Tập khăn đây này tập. Tập cả thằng tâm mấy nè. Tới con chuyện luôn. Chúng chuyện chúa luôn. À tốt cái lỗ lỗ. Ok. Hiểu không các bạn? Ok này đó. Nhưng sợ thằng có kinh thịt đó thấy bé. Em đang nói dưới thì nói chuyện cho bà ngoại hiểu trước nãy là mẹ anh kinh sẽ là xem mẹ. Nếu mẹ có tục hả? Tới công chuyện luôn. Mẹ hả đi. Tới kìm công chuyện chuyện luôn. Luôn. Ừ. Cho bà ngoại nhớ đi. Em đang biết lên nào mọi người. Cái này là mình dám là lưng làm với đầu nhiều. Có tốt nè. Em đang dạy cái này cho bà ngoại yêu. Hiểu không? Mày mày dạy vô đi mày. À, không, cho ngoại mời mình thôi. Ngoại này mời được không? Mẹ lo thăm còn mẹ lo chuyện còn. Kim kim hấp ấy, bộ cá tiền kim kim kim, nó có tới công chuyện luôn. Kim kim sắp khắc nương, nó có cưn hết sạch còn. Mọi người focus chú mất. Anh đến, thăm lên. Em đang biết rồi đó. Video cái này em đang không phải quá vui với cái gì nè. Em đang vui với nha. Em đang biết rồi. Bây giờ em đang giống em đang bây giờ đúng không? Em đang dạy cho bà ngoại nói. Không phải quá em đang muốn làm cho bà ngoại nói thiệt, nói đúng 100 thành phần 100% đó các bạn. Là cho bà ngoại nói đúng. Cái này là cho bà ngoại là tập đầu của bà ngoại luôn. Tập gì nhớ? Tập cho nhớ. Đúng rồi đó, bà ngoại thì mấy em đang thấy luôn là bà ngoại cho bạn. Cái này giống phải kiến xanh luôn. Em nói mà ngoại hiểu đi. Mẹ vậy nè, anh ấy có bị cả bồi hành sao mộ này cả liền phá xả chứ mẹ. Anh ấy mẹ kiến dịch. Lá có tục nhí, lá có phút quá. Tới cùng chuyện quá. Anh đừng sợ xong. Tới cùng chuyện quá. Tông dạy với cái này nè. Tới cùng chuyện quá. Tới cùng chuyện là tụi mấy ơi, mẹ tiếp đọc cái này dạy cái này ông nương sầu sa 1 2 3 tới cùng chuyện quá nha mà chấp ok ông mày ăn. À ok anh đến tới cùng chuyện quá. Ông bây giờ vào ngoài muốn nói cái gì ông? Tới cùng chuyện quá. 1 2 3 4 mình chọn chạm gì luôn anh đi ạ. Toilet người đi. Vào ngoài mặt lẽ không làm cái gì vào ngoài mặt nói nữa. Rồi ổn. Vào ngoài có mồ hôi nhiều luôn bây giờ. Hương nhiều xuất sắc nghe yêu. Người xuất sắc. Nói chuyện giống em đang nói tiếng Anh em đang nói tiếng Anh em đang có thể bập blum 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 bập có mồ hôi nhiều. Mà lúc xịt chân ngay cưng dây cưng dây lúc xịt chân ngay rồi nắm nắm ấm ấm nắm nắm tóc nắm 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 là lón lón. Bà ngoại cảm thấy như thế nào không hôm nay thôi đi nắm 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 ấm 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 ướm 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 nói nhiều ấm ấm ướm ướm biết đau lắm biết đau quá nhiều bây giờ người ta giả hôm nay em nên là cũng rất cảm ơn bà ngoại của em nên trước nãy hôm nay với các bạn đã xem video của em nên 7 giờ nè các bạn ơi là cảm ơn nhiều lắm cho 90,000 người đăng ký và follow, subscribe và share video của bé Nan Thailand nha ha. Luôn luôn là chia sẻ và chăm sóc bé Nan Thailand nhiều lắm. Em Nan là không có biết nó muốn cảm ơn với cái gì nó các bạn ơi, tại em Nan có tình cảm đáy lòng là muốn tình, nói tình cả. Tại em Nan là nói từ tận đáy lòng đúng không? Tiếng nói từ tận đáy lòng. Em đang không biết nào quá. Em đang là muốn cảm ơn với các bạn với cái gì nè các bạn ơi, là cho em đang là
có xem em Nan làm video mỗi ngày, vui chung với em Nan mỗi ngày, là em Nan có cũng rất là cảm ơn mọi người rồi nè các bạn ơi. Nếu các bạn chưa chán em Nan, không quên like, subscribe và Share lặp lại. Dạ, hôm nay em Nan đi trước đây các bạn ơi, hẹn gặp lại video mới kế tiếp nữa ha. Bye bye. Bye bye. Mà lên tới công chuyện lặp lại. Ông tới công chuyện. Em Nan dạy, em Nan dạy qua ăn cho hết trước lâu có nói sao. Để. Let's see. Để xem đi không? Bảo bài cho thăm lên. 1, 2, 3 tới công chuyện. Tới chuyện với là quá trục mấy. Ok, nhiều lời hôm nay. Bà ngoại nhiều lắm đó khá. Dạ, không khuyên khá. Bà ngoại có bỏ hoài. Không, không ngoại, bà ngoại cứ nhà ngay, bà ngoại bớt bà xã Việt Nam. Bà xã Việt Nam mấy bà nè, không phải cái gì nữa. Cảm ơn, xin lỗi nữa. Bà đi, bà bỏ hoài nhiều thiệt. Gió cây mình ở đây nha yêu. Mày cái gì? Mày phải bỏ ở gần cây của bà ngoại đẹp đẹp ba. Chết luôn, gãy cây bà ngoại luôn rồi. Bà ngoại yêu cây như là yêu. Ồ, yêu cây nhiều lắm. Mà cây nó gãy lọt xuống gãy ngang. Ok. Mình quá không sao. Ui tài lắm, dám bé bà quá té đó. Bà ngoại đi kinh doanh là bà không có đau, không có đau. Tại sao có nắng? Ăn hả? Ăn đi nè, ăn đi. Nè. Ăn mất rồi mà lấy đi nè. Bye bye.